cũng biết tiếng, nhưng mà biết có mất tiền không, như biết cái miễn tiền không. Nhiều khi á cao cơ mấy cái kiểu này nè, Limber, hiệu Limber nó nhẹ hơn cà chê nè, cái này đẹp quá ha, không biết bao nhiêu cà chê ai quê, cái này 100.000 rồi, 1.000 mấy luôn á. Mi nghĩ chắc mấy cái này là hiệu này á, hiệu này nó nhẹ, biết không, nó nhẹ ha, hiệu nó nhẹ. Còn cái này đẹp quá, Limber, very big, cái này nó bự quá, bự thì còn bự luôn. How about this beautiful? This light. 1.800 1.800 Em nghe tính hỏi bạn cô. Mấy cái này là mất tiền lắm. 700 luôn á, 700, 1.000 1.100 700 á nha mọi người. Bán cái này mất tiền lắm nha. Thank you for watching. Please subscribe. Mấy cái này là từ 700 đến 1.000. Wow, wow, beautiful. Cà chê là kiểu đẹp quá, kiểu rất là đẹp luôn á. 1.300, cái này là 700, cái này 1.100, gần 1.100, 1.200 á. Đẹp, thấy không? Rất là đẹp luôn. Thank you for watching. Please subscribe.